Xin chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng, chuyên về hàng si tuyển đến từ các nước Úc, Hàn, Nhật, Mỹ. Em chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình ạ. Chúc tất cả quý khách hàng thân yêu có một buổi xem video thật là vui vẻ. Ngày hôm qua thì em thực sự là rất là bận, cho nên em không thể lên, không có một chút xíu thời gian nào để lên hàng hóa được, mặc dù hàng hóa về rất là nhiều rồi. Thực sự là cũng rất là buồn bởi vì là mình đã cố gắng, em đã từng nói là sẽ cố gắng mỗi mỗi ngày lên một video cùng với lại các quý khách hàng của em, nhưng ngày hôm qua thì em không thể lên được, rất là đáng tiếc. Và hơn nữa thì em cảm thấy cũng rất là vui, bởi vì khi mà em không có lên vào đúng cái khung giờ đấy, cũng có các chú, cũng có các cô, các anh, các chị nhắn tin và hay là gọi điện cho em hỏi là ơ hôm nay Thanh Hồng Hồng Thanh không lên video à, hôm nay Hồng Thanh không quay video à đó, hoặc là hỏi là ơ thế hôm nay em lên khung giờ nào thế mà giờ này vẫn chưa thấy em lên. Mình cảm thấy là chắc là mọi người cũng có người rất là trông ngóng các sản phẩm em lên chia sẻ cùng với mọi người đấy ạ. Ngày hôm nay em lại tiếp tục quay trở lại với tất cả các quý khách hàng của em đây ạ. Hôm nay cái sản phẩm của bên em lên ấy, đấy là một cái sản phẩm là túi sọ, quần quần sọc 6 túi và quần dài 6 túi của Nhật. Rất là đẹp, rất là chất ạ. Cực kỳ đẹp và chất lượng. Và một số cái sản phẩm áo nữa, một số sản phẩm áo khoác của Nhật, của Hàn. Chỉ có một ít của Hàn thôi nhưng mà đều rất là đẹp, rất là chất lượng. Và tất cả hôm nay em lên là màu ô liu hết. Màu ô liu thì có thể là có màu xanh ô liu rất là tươi, có những cái màu thì nó hơi hơi úa. Tùy theo cái phong cách của mỗi người và tùy theo những cái mã quần, mã áo thì là nó sẽ có những màu sắc khác nhau, nhưng cơ bản thì là một màu xanh ô liu ạ. Với khoảng tầm 20 mấy mã quần ý và một ít áo nữa thôi. Bởi vì là hôm nay là chủ nhật thì mọi người chắc là cũng đi chơi cùng gia đình rồi có những buổi liên hoan gặp mặt bạn bè. Thì em cũng chỉ lên cũng ngắn ngắn thôi. Tuy nhiên là cũng tùy theo cái cảm xúc của mình nữa. Bởi vì nếu mà cái cảm xúc của em tốt, em có thể lại nói nhiều hơn một xíu. Nói nhiều là bởi vì là mình tâm đắc với sản phẩm của mình phải nói thì mới chia sẻ được cái vẻ đẹp đó đến với tất cả các quý khách hàng của em ạ. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì ngày hôm nay em lên luôn với các sản phẩm đấy ạ. Sản phẩm đầu tiên em lên đấy là một con quần kaki. Đây là mã 1E. Hôm nay em lên là sản phẩm là mã E ạ. Quần này là quần kaki túi hộp 6 túi ạ. 6 túi rất là đẹp. Chất liệu cực kỳ đẹp, mã 1E, bụng 92, dài 106, ống 20 ạ. Mã này thì là màu xanh ô liu nhưng mà nó hơi hơi tối, hơi hơi nó kiểu màu nó hơi ghi, nó rất là đẹp luôn. Đây, túi đấy ạ. Em đưa đây, em có thể đưa cao. Em thấy là một số các quý khách hàng của em phản ánh lại là em đưa sản phẩm nó không được hết form, thì hôm nay em đã cố gắng sửa, em cố gắng sửa thì mong các quý khách hàng tiếp tục ủng hộ em nhiều hơn ạ. Đây ạ, một sản phẩm quần kaki 6 túi, quần túi hộp 6 túi của Nhật, rất là đẹp luôn, đẹp từng đường kim mũi chỉ. Con này thì là bụng 92, dài 106 và ống 20, giá 700.000 ạ. Giá 700.000. Cái này nó là quần có cúc nhưng mà nó cũng có độ co giãn, có cả chun nữa, kết hợp cả chun luôn, mặc rất là thoải mái luôn. Đây ạ. Túi cúc nhá. Cúc đây ạ. Đó, thực sự là rất là đẹp luôn, chất đẹp lắm, chất cực kỳ đẹp, tất cả đều là hàng em lựa chọn, hàng những hàng tuyển chọn đây, đường kim mũi chỉ của nó vô cùng đẹp luôn. Đó. Đây ạ. Túi hộp có nắp nhá, túi hộp đằng trước đằng sau đều có nắp. Đó. Đây nữa. Con này là bụng 92, dài 106, ống 20, giá 700.000 ạ, giá 700.000. Chất rất là đẹp. Màu xanh ghi. Con này là mã 1E ạ. Tiếp theo em lên là một con quần bo gấu. Con quần này nó là bo gấu. Đây ạ. Quần này là mã 2E, bụng 80, dài 100. Mã 2E, bụng 80, dài 100. Con này lẽ ra là nó rất là mắc đấy, nhưng mà tại vì nó bị mất cái dây rút cho nên là em bán 500. Con này là quần kaki dày dặn 6, cũng là 6 túi. Đây ạ. Con này cũng là 6 túi.
cũng là 6 túi, tuy nhiên thì phải túi à, 7 túi luôn ý ạ. Ở đằng mỗi bên này, mỗi bên nó có 3 túi này, túi chéo ở trên này, túi ở hông này và túi ở dưới gối này. Đó, đằng sau thì có một túi thôi, đằng sau có một túi, mặc rất là thoải mái luôn. Đây ạ. Bo. Con này giá 500 ạ. Quần mã 2E, bụng 80, dài 100, mã 500. Rất là đẹp. Rất là đẹp cho những anh, những chú nào mà thích phong cách trẻ trung. Nó bo gấu, nó bo gấu. Cái này mình đi xe rất là ôm lấy chân mình. Mã 2E, bụng 80, dài 100, giá 500. Chất này là chất kaki dày nhá. Có co giãn, có co giãn khá là nhiều. Rất là thoải mái luôn các anh các chú ạ. Đó, mã 2E ạ. Tiếp theo em lên là một con quần. Quần này quần kaki kiểu ở sọc caro ấy. Rất là đẹp luôn. Con này là của Mỹ đấy ạ. Con này là của Mỹ. Cực kỳ đẹp. Con này thì nó dành cho những người size form đại. Bụng mã 3E, bụng 96, dài 104, ống 22. Đây ạ, con này rất là đẹp luôn. Đây có dây tăng chỉnh ở hông nhá. Đó. Bụng 96, dài 104 và ống là 22, mã 3E, giá 700.000 cho một em quần 6 túi. Cái này thì nó có cúc đằng sau này, hai cúc này, đó có nắp túi. Rất là đẹp luôn cái này nữa. Cái này nó cũng có cúc nhá, nhưng mà sau này đây có cúc cài vào và có cái nắp nữa này, đó nó che đi cả cái cúc nữa. Rất là đẹp, thực sự là rất là đẹp. Em nhận được cái lô quần này mà em ưng ý vô cùng luôn. Mã 3E, bụng 96, dài 104, ống 20, ống 22, giá 700.000. Những cái này mà những các anh các chú mà đã dùng những sản phẩm này rồi ấy, thì mình nhìn cái là mình biết là hàng đẹp mà. Tiếp theo em lên một con là mã 4E, bụng 90, dài 103, ống 20. Con này là chất kaki nhung ấy. Đây có co giãn nhá, sờ nó mịn, ở cái mặt này nó mịn như nhung luôn. Con này rất là mới, con này rất là mới. Con này em nghĩ nó phải mới đến 98 99% á. Cực kỳ mới luôn, em không thấy một cái chỗ nào cũ luôn ấy ạ. Đó, có cúc này. Túi đằng sau này. Đây, túi hộp đây, túi hộp ở dưới gối đây. Màu này là màu màu rêu nâu. Màu xanh rêu á. Xanh rêu ạ. Đó. Bụng 90, dài 103, ống 20 và giá là 550.000 thôi ạ. Đây, đũng của nó này. Đáp cái đũng này mặc rất là thoải mái luôn đây ạ. Đó. Mã này là mã 4E nhá, 4E bụng 90, dài 103, ống 20 và giá 550.000 cho một em quần túi hộp kaki nhung. Em nói lại kaki nhung nhá, co giãn rất tốt luôn. Mặc cực kỳ thoải mái. Tiếp theo em lên là một con màu em màu xanh. Màu xanh chất liệu ở kaki co giãn nhẹ. Co giãn hơi một xíu. Đây ạ, màu xanh đây, màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Các anh các chú có thể nhìn chất vải này. Con này là mã 6E. Bụng 90, dài 105, ống 25 và giá 800.000. Con này cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp lắm. Chất đẹp lắm ạ, túi hộp nhá, nếu mà các anh các chú đã dùng những cái chất vải này rồi thì mình biết nó đẹp nó đanh như thế nào. Cái này thì đảm bảo là không rất là giặt giặt thoải mái luôn, nó không có bị bạc màu đâu. Đây là không phải là màu nó cũ. Cái này nhá, cái này có dây. Cái này thì có dây ở trong này, cái dây có dây ở trong để điều chỉnh chẳng hạn là mình mặc bị hơi lỏng một xíu thì các anh các chú có thể rút và kéo vào một xíu vẫn rất là ok luôn. Cái này là 6 túi. 6 túi á. Tất cả hôm nay đều còn ít nhất là 6 túi, có những con lên đến 7 8 túi luôn. Con này là mã 6E, bụng 90, dài 105, ống 25 và giá là 800 ạ. Đây quần rất là đẹp, con quần rất là đẹp. Tiếp theo em lên là một con kaki, cái này là giải cúc linh trơn. Con này thì đẹp lắm ạ. Con này rất là mềm luôn, cực kỳ mềm và mát, cực kỳ mềm và mát, phù hợp mặc ở trong thời tiết miền Nam hoặc là miền Bắc vào mùa hè nhá. Mùa đông thì mặc những con này thì nó hơi mỏng manh đấy ạ, chất nó mát mà, chất nó mát và mỏng, chất nó mát và mỏng. Con này là mã 7E, bụng 90, dài 100 và ống 24 ạ. Đây các anh các chú có thể nhìn ạ. Màu này là màu xanh hơi ghi,
Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bụng 90 dài 100 mã 7E và ống 24. 700.000, 700.000 ạ. Cực kỳ đẹp. Mềm lắm, đẹp lắm. Cái này á mình về mình giặt đi xong khi mà phơi lên ý thì các anh các chú cầm rũ cái quần nó ra này. Thì nó rất là đẹp, nó không bị nhàu đâu ạ. Mã 7E giá 700 ạ. Tiếp theo em lên là một con quần quần lửng, chắc là quần này thì đến gối, đến đầu gối. Mã này là mã 8E, bụng 86, có thun co giãn nhẹ. Đây ạ. Thun co giãn nhẹ. Rất là đẹp, chất nó là gọi là phúc linh trơn ý, phúc linh trơn. Đẹp lắm. Đẹp lắm, rất là mềm mềm vô cùng. Đây ạ, tất cả đều là hàng của Nhật đấy ạ. Tất cả đều là hàng của Nhật. Con này là mã, con này là size M. Bụng là đây ạ. Bụng khoảng tầm 84 đến 86, dài 70. Không, em xin lỗi ạ, bụng phải từ 86 đến 90 đấy ạ, dài 70, giá 500.000 cho mã 6E. Đây, cái này ý, mình đây là cái sắn lên này. Còn nếu mà mình không muốn sắn, các chú mà mặc mình muốn mặc dài hơn thì các chú các anh có thể thả nó xuống như thế này thôi. Thả nó xuống như thế này thôi. Cái này đó là để mình những ai mà thích không thích mặc dài quá thì mình có thể mình bỏ nó lên như thế, còn không thì mình để như này. Có cái dây rút ở dưới gấu nữa nhá. Có cái dây đây ạ. Đây để em thả nó ra cho các anh các chú nhìn. Đây, mình không thích ngắn thì mình lại mặc dài, mình lại mặc đến khoảng bắp chân. Đây ạ. Đây. Đây mình lại dạng mặc dài để bắp chân được ạ. Bụng khoảng 86 dài 70. Giá là 500. Mã 8E, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phúc linh trơn đây bên trong đây. Tàng mác đây ạ. Mã 8E giá 500 ạ. Em lên một con quần đây ạ, một con quần sọc tiếp theo. Con này thì là mã này là chứ em đánh bị lộn rồi ạ. Con này là mã cũng là mã 9E. À, mã 8E, chắc là em đánh lộn. Thôi cái này gọi là 8E1 nhá. 8E1 còn kia là 8E. Tại vì là nhiều khi là hàng hóa nhiều quá, em lên nó không có xuể ạ. Đây ạ. Mã 8E1. Bụng 94 và dài 78, giá 600. Chất cực kỳ đẹp luôn, chất đây ạ. Chất kaki xong rồi có kẻ kẻ này, đó. Có túi. Sau túi là cúc bấm nhá, sau túi cúc bấm này. Những cái túi này, những cái quần này thì các anh các chú mặc thoải mái để đồ luôn. Mình để điện thoại, mình để bật lửa, thuốc lá, ví, bóp thoải mái luôn. Nó nhiều túi mà. Nó kể cả mình không có dùng bóp, mình để những cái tài sản của mình vào trong túi này cũng rất là an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Mã 8E bụng 94 và dài 78. Mã 8E1 ạ, bụng 94 và dài 78, giá 600. Các anh các chú mà lấy tốt nhất là mình nên chụp màn hình lại. Lên mà chụp màn hình lại và nhớ được cái mã giúp em ạ. Bởi vì em nhiều hàng quá em không thể nhớ hết được ấy, vì em cũng nhiều việc. 8E1 bụng 94 và dài 78, giá 600 ạ. Con này cũng có dây rút trong nhá, chủ yếu là những cái con này nó đều có cái dây này để tăng chỉnh. Sản phẩm tiếp theo em lên là một con quần màu. Màu này là màu rêu hơi nâu nâu, màu rêu nâu đây ạ. Rất đẹp luôn. Con này là mã 9E, bụng 92 và dài 57. Dài 57 mặc đến khoảng đến gối, dành cho những chú như anh nào mà mình không thích vương víu vào cái gối của mình, để cho mặc nó thoải mái á. Con này giá 500. Mã 9E, bụng 92 và dài 57, giá 500 thôi ạ. Một em quần rất là xịn sò, túi hộp này. Túi hộp phồng ngự luôn. Đây ạ, túi nhá. Cái này thì cũng đầy đủ 6 túi luôn. Sau đây ạ. Có cúc bấm này. Đó. Rất là đẹp. Mã 9E giá 500. Một con quần ngắn tiếp theo. Con này thì là bụng từ khoảng tầm 90 đến 94, mã 10E, bụng 90 đến 94 và dài 86, giá 450.000. Giá 450.000 thôi ạ.
Chất liệu đây, chất liệu này là chất liệu kaki mềm, khá là dày dặn, tất cả là hàng của Nhật đây, các anh các chú có thể coi ạ, hàng chuẩn Nhật luôn, em không có bán hàng đại trà, không bán hàng Việt Nam đâu, hàng chuẩn em mới lấy. Em nói rồi, làm vì đam mê là chính thôi, nghề của em không phải là nghề bán hàng quần áo đâu ạ, nghề của em là em làm về nha khoa, em có cơ sở kinh doanh nha khoa, cho nên là làm cái này đúng là vì đam mê. Đây ạ, ở đằng sau này có chun co giãn này, rất là dễ chịu, bụng từ 90 đến 94 nhá, dài 64, giá 450 cho mã 10E này ạ, rất là đẹp. Em lên mã 11E ạ, mã 11E, bụng 94 và dài 58. Cái này phong cách thì nó kiểu hơi bụi bặm, những cái con quần này phong cách hơi bụi bặm mà rất là trẻ trung. Các chú tầm khoảng 50, 60, ngoài 60 mình mặc cực kỳ trẻ mà dễ chịu. Thường là những chú mà tầm tuổi đó thì bụng lớn rồi, bụng bự, cho nên là mình mặc những con quần này vô cùng thoải mái luôn. Chất liệu thì nó dễ chịu ý, chất nó đẹp nữa. Đây ạ, có cúc này, có cúc đằng sau túi hộp đây ạ, tàng mác đây, cái này của Uniqlo đây ạ, hàng chuẩn Nhật đây ạ, mã này là 500 nhá, 11E, bụng 94 và dài 58 ạ. Em lên một mã quần như kiểu là quần chất chất đũi Nhật ý, mà cũng màu xanh đây ạ, em đưa gần cho các bác các chú các anh được xem. Mã này là mã 12E, bụng 90 và dài 57, có dây tang chỉnh hai bên ạ, có dây tang chỉnh hai bên và giá 350.000 thôi, rất là mềm mại, phù hợp với những các anh các chú nào mà mình thích mặc cái vải cái gì nhở, linen à, linen hay là đũi của Nhật đấy, thì cái quần này cực kỳ đẹp luôn. Những cái áo mà nó có chất liệu thế này 100% cotton mặc cũng thích lắm, và những con quần này mặc thì thực sự là rất là mát mẻ luôn, bởi vì là mình mặc những quần này vào mùa hè mà, còn ở Sài Gòn thì mặc quanh năm suốt tháng rồi, còn ở miền Bắc miền Trung mình mặc vào mùa hè thì nó cần độ mát mẻ hơn. Thì là mã 12E, bụng 90, dài 50 và giá 350.000 thôi ạ. Đây, cực kỳ đẹp. Em cứ đưa thế này là mọi người có thể cảm nhận được hết cái độ vẻ đẹp của nó rồi đấy. Nhưng mà mình sờ, mình nhận, mình sờ và mình lại thấy nó còn đẹp hơn cơ. Mã 12E, 350.000. Tiếp theo em lên là một mã là 13E. Con này thì màu ghi nâu. Đây ạ. Hàng này cũng của Uniqlo ạ. Mã 13E nhá. Bụng 90, dài 62 và giá là 450.000. Những cái quần mà bên em tuyển chọn về ấy thì các anh các chú cứ yên tâm về chất lượng, mình em nói rồi, nếu mà hàng có lỗi em thì sẽ thông báo cho mọi người, còn nếu mà em không có biết thì mọi người cũng thông cảm với em và phản hồi lại giúp em, để nếu mà có vấn đề gì về hàng hóa mọi người cứ vui lòng liên hệ với em để em giải quyết vui vẻ cho cả hai bên ạ. Mã 13E, bụng 90, dài 62, giá 450.000 ạ. Đây, của Uniqlo. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã này thì là dành cho kiểu những các chú mà thích cái phong cách cực kỳ trẻ trung ý. Cái này nó kiểu là chất thô bò. Đây ạ. Nhưng mà nó rất là mềm, nó dày nhưng nó rất là mềm. Có cạp thì hơi co giãn nhẹ, có dây rút. Đó, cái này thì là bụng khoảng tầm 96 đến 102, dành cho các chú, các anh mà mình bụng hơi lớn, định bụng khoảng tầm 96 đến 102 là mặc cái này là rất là ok đấy ạ. Mã 14E, hôm trước là có mấy chú cứ hỏi cháu là có cái nào mà bụng to khoảng tầm 100 không, thì cái này phù hợp với các chú đây, phù hợp với các chú các bác đây ạ. 14E, bụng 96 đến 102, dài 62, giá 600 ạ. Đây, tang của nó đây ạ, tang sau nhá. Đây, túi từng khuy này cũng có tên thương hiệu luôn, rất là đẹp. Cái này cũng là hàng của Nhật đấy, 100% là của Nhật, cái này 100% cotton luôn, rất đẹp. Mã 14E, bụng 96 đến 102, dài 62, giá 600. Em lên mã 15E. Mã 15E là một con quần lửng đến khoảng qua gối. Con này thì là mã 15E, bụng chỉ tặng 90, dài 80, giá 500.000. Con này là cũng màu, đây ạ, màu ghi nâu nâu ấy, cái này là hàng của Uniqlo ạ. Đây, Uniqlo nhá, bụng thì từ 82 đến được 84 đến 92, bởi vì là nó có tăng chỉnh, nó có chun nhẹ, có chun nhẹ và có dây để rút đó.
Cho nên là bụng đây của hãng viết đấy ạ, là từ 84 đến 92 là vừa. Đây, con này thì là 5 túi, có dây rút ở dưới nữa. Đó, con này mình có thể rút lên nếu mà mình, nếu mà rút 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 nó gọn vào ạ, rút nó gọn vào. Còn nếu mà các chú mà muốn, các chú các anh mà muốn là mình không muốn mặc dài thế này, mình có thể xắn nó lên. Mình có thể xắn nó lên giống như cái con quần vừa nãy, có một con như thế rồi đấy ạ, mà em tháo ra ấy. Còn cái này thì đây em lên cho mọi người thấy. Chất này là chất pulling trơn. Đó, mình lên gấu này, đấy nó chỉ đến gối thôi. Rất là cá tính. Con này là mã 15E, bụng 90, dài 80 và giá 500. Con này thì em tên tiếp theo. Con này là hình như là của Mỹ, con này là của Mỹ đấy ạ. Mỹ xuất Nhật. Chất vải vô cùng đẹp luôn, cái chất kaki này, cái chất kaki này còn kẻ ô caro này, nó đẹp chứ. Vô cùng đẹp, cái này không phải là màu bạc đâu nhá, cái này là cái màu của nó là màu xanh như thế đấy ạ, chứ không phải là nó cũ đâu ạ. Cái này là màu xanh nhạt ấy. Đây ạ, túi của nó đây. Các chú các anh có thể quan sát. TNC. TNC. Đây ạ. Túi còn có tên thương hiệu luôn nhá, mã 16E, bụng 100, dài 57. Cái này là của Mỹ, xuất Nhật, vải kaki caro, giá 500.000, giá 500.000. Đây bên trong là cái cạp này. Đẹp lắm, chất lượng cao. Rất đẹp luôn. Túi. Mã này là mã 16E, giá 500. Em lên một sản phẩm tiếp theo. Đây ạ. Mã 17E. Một mã 17E. Bụng 102 đây ạ, bụng 102 dành cho những chú mà hôm trước cứ hỏi cháu đây. 102, dài 56, mã 17E giá 450.000. Hàng chuẩn Nhật, hàng chuẩn Nhật ạ. Bên trong lót đây ạ. Cái này thì là bị cắt tang mất rồi. Cái này là nó sản xuất tại Trung Quốc, tuy nhiên là nó xuất Nhật. Nó bị cắt tang thôi, bởi vì người ta về người ta sử dụng nhiều khi là nó hơi khó chịu, những cái tang nó có sột soạt khó chịu thì cắt đi thôi. Còn cái này bên em là quần chuẩn của Nhật nhá. Mã 17E, bụng 102 và dài 56, giá 450.000 ạ. 6 túi, tất cả đều là sản phẩm 6 túi hết. Cái nào mà nó khác biệt hơn một xíu thì cháu sẽ thông báo, em sẽ thông báo ạ. Tiếp theo em lên là một con quần lửng đấy ạ. Con này thì cũng như các con vừa nãy đấy. Này, nó có dây này, đó. Nó có dây như thế. Mã này là mã 18E, bụng 100, dài 77. Cái này của Uniqlo, độ mới rất cao. Độ mới cực kỳ cao. Size này XL. Cái này sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. Đó, bụng là được khuyến cáo là từ 92 đến 100. Thì 92, những ai mà dưới 100 thì mình có thể rút cái dây lại một xíu. Rút cái dây lại một xíu và nó có độ co giãn nhẹ, là có cái thun, có cái chun ở trong. Đây, cái này thì là dài 77 nhưng mà mình có thể sắn lên. Mình có thể sắn lên thế này thì nó chỉ còn dài khoảng tầm năm mấy thôi. Chắc là chỉ khoảng tầm tầm khoảng 6, 6 mấy chứ. Khoảng tầm 65. Khi mình sắn lên thì khoảng tầm 65. Tùy theo các chú các anh sử dụng ạ. Mã 18E, bụng 100, dài 77, giá 600 của Uniqlo, cực kỳ mới. Con này độ mới rất cao luôn, khoảng 95-97% ạ. Mã 18E. Mã 19E là một con quần chất liệu là chất liệu như kiểu là đũi Nhật. Cái này cũng của, cái này là của Nhật. Cái này đây ạ. Của Nhật đây ạ. Đây nhá, rất là xịn sò cái cạp này. Các anh các chú có thể nhìn rất là đẹp luôn. Cạp, những cái hàng quần xịn sò ấy, mình nhìn từ những chi tiết nhỏ, từ những cái cạp, cái tem mác thì mình đã đánh giá được rồi. Đây có dây rút ở trong, bên trong đây ạ, rất là đẹp luôn. Nó con này kiểu là chất chất đũi đũi, không không phải là đũi nhỉ, cái này thì nó dày hơn đũi, đanh hơn đũi, nhưng mà nó là 100% cotton luôn. Nó là dạng kaki mỏng ấy, nhưng mà nó lại kiểu 100% cotton, mặc rất là thoáng mát ạ, mặc cực kỳ thoáng mát luôn. Đây, cái này cũng có thể sắn lên, đây một bên sắn bên phải, à, bên này đấy ạ, bên này sắn này, bên này thả này, đó.
Còn nếu mà mình đo hết cả cái chiều dài của nó khi mà mình không sắn ấy thì nó là dài 80, bụng 88 và dài 80, mã 19E giá 500, mã 19E giá 500 ạ. Cái này có dây này, đó. Theo lên là một con quần dài ạ. Em lên một con quần dài. Con quần này là màu màu xanh. Đấy, màu xanh rất là đẹp luôn. Cái con này thì nó nhiều túi hơn. Này thì nó nhiều túi hơn bình thường, nó thêm một túi nhỏ nữa. Rất là đẹp luôn. Cái này hiệu của nó đây ạ. Hiệu của nó đây. Junbiku đấy ạ. Đây, in cả trên cả quần này, tang quần này, tang quần đó, đây. Rất là đẹp luôn ạ. Mã này là mã 20, bụng 92 và dài 93, giá 800 nghìn ạ. Giá 800 nghìn cho một em quần cực kỳ đẹp, kaki túi hộp. Đẹp mê hồn luôn, đẹp lắm. Các anh các chú nào mà hay mặc những quần này rồi mình nhìn là mình biết à, mình biết là rất chất lượng rồi. E20, bụng 90, bụng 90 hay 92 nhỉ? Khoảng tầm 90 đến 92 là mặc được đấy ạ. Cái này thì nó không có dây rút. Đợi em xem. Khoảng tầm bụng 92, dài 8, dài 93, giá 800. Đây ạ, cặp quần. Nhìn cái cặp quần cũng đã thấy cái đỉnh cao của nó đấy ạ. Sau cũng là túi hộp nhá. E20, bụng 92, dài 93 và giá 800 nghìn ạ. Tiếp theo em lên là một con quần. Con này thì là cũng giống em lúc đầu em lên khoảng tầm số 4, số 5 ý. Là một em quần kaki giãn. Kaki co giãn đây ạ. Cái này thì size nhỏ hơn. Cái này bụng 86, dài 90, ống 21 và giá 550.000. E21 ạ. Đây. Là chất liệu kaki nhung đây ạ. Đó. E21, bụng 86, dài 90, ống 21 và giá 550.000 ạ. Tiếp theo em lên là một con quần. Một em quần này là quần thời trang của Mỹ xuất Nhật. Của Mỹ xuất Nhật ạ. Đây. Đẹp lắm. Còn em này là mới keng xà beng luôn đấy ạ. Đây ạ. Đó, con này là mới. E22. E22, bụng 86, dài 66 và 450.000. Túi hộp này. Túi hộp. Rất là đẹp. Chất đẹp lắm. Chất thế nào nhỉ? Chất là chất này, chất kaki. Cực kỳ đẹp đây ạ. Tang mát. Mã E22, bụng 86, dài 66 và giá 450.000 ạ. Em lên một con quần tiếp theo, đấy là em quần E23. E23, quần kaki túi hộp nhưng mà ống nó hơi nhỏ nhỏ, kiểu dáng slim fit ý, cho những anh nào mà yêu thích kiểu cũng cái này cũng khá là gọn gàng. Bụng 90, dài 110, ống 19 và 450.000. Đây ạ. Bụng 90, dài 110, ống 19 và 450.000 cho một em quần mã 23. Đây ạ. Kaki mềm mịn rất là đẹp. Bên trong đây ạ, bên trong có cúc sơ cua nhá. Có cúc sơ cua bởi vì là có những có cúc thì đây này, cúc lớn này. Còn những cái cúc mà ở cái túi này thì nó sẽ là cúc nhỏ này. Đó, cúc sơ cua. Em này là của Latis. Đây ạ. Một thương hiệu của Nhật. Bụng 90, dài 110, ống 19, 450.000 ạ. Tiếp theo em lên là một em quần màu xanh ô liu. Cái này là kiểu chất liệu như kiểu chất liệu là chất liệu đũi. Chất liệu kaki hơi co giãn nhẹ, nó mềm ơi là mềm luôn đấy ạ. Độ mới cao, cái này của Uniqlo đấy ạ. Uniqlo. Màu xanh có dây rút này, có dây rút, có quần tạt chun co giãn nhẹ. Con này thì là E24, bụng 92 đến 100, dài 98 và ống 16 á. Giá là 450.000 đây ạ. Chất liệu đây. Kiểu này thì nó đơn giản, nó không phải là túi hộp. Tuy nhiên thì nó cái màu sắc của nó hôm nay cũng là màu xanh ô liu. Cho nên em lên cùng luôn, E24, bụng 92 đến 100, dài 98, ống 16 và giá 450.000 ạ. Của Uniqlo. Tiếp theo em lên là một con quần rất là đẹp luôn.
cũng là của Nhật, Trung Quốc xuất Nhật. Cầm rất chắc tay. Cái này mã 25E bụng 80 dài 107, dài 107 ống 22 giá 600 nghìn ạ. Giá 600 nhá. Đây ạ, có dây tang chỉnh ở hông này, có dây tang chỉnh. Đó. Túi hộp bộ là 6, có 6 túi này. 6 túi. Cúc là khóa đồng. Khóa là khóa đồng nhá. Đó, khóa là khóa đồng. Kỳ đẹp, cực kỳ chất cho những anh những chú nào mà biết chơi đồ túi hộp. E25 bụng 80 dài 107, ống 20 và giá 600 nghìn. Mã 25 giá 600 nghìn ạ. Tiếp theo em lên là một em quần cà chun. Cà chun nhưng mà cũng có cúc và có khóa. Em này thì bụng nó hơi nhỏ. Bụng nó hơi nhỏ. Bụng nó hơi nhỏ. Và ống thì nó khá là lớn dành cho những anh những chú nào mà kiểu thích cái phong cách này. Tức là bụng thì những người mà kiểu bụng nhỏ nhưng mà lại thích kiểu mặc phồng ở cái phía phần hông và chân mình ý. Cái này là E26 bụng 78 và dài 97, giá 700 nghìn. Giá 700 nghìn. Đây ạ. Rất là chất luôn. Màu đẹp lắm. Cái này cũng là hàng của Nhật của Gu này. Đó. Gu nhá. E26 bụng 78 và dài 97 giá 700 nghìn ạ. Tiếp theo em lên là một em quần túi hộp rất là đẹp, rất là chất luôn. Con này đẹp lắm. Bụng là nhưng mà bụng hơi nhỏ dành cho những anh nào bụng nhỏ. E27 bụng 76, bụng chỉ có 76 thôi, dài 100. Dài 100 ống 18. Dài 100 ống 18 và giá là 700 nghìn ạ. Giá là 700 nghìn. E27 bụng 76, dài 100 ống 18 và giá là 700 nghìn. Đây ạ. Em có thể để gần chất cho mọi người xem. Cái quần này thì nó rất là mới, độ mới cao lắm, độ mới cực kỳ cao luôn. Nó không thấy có tang, chắc là bị cắt tang rồi. Đây, bị cắt tang rồi đấy ạ. Bụng 76 dài 100 ống 18 E27 giá 700 nghìn ạ. Tiếp theo em lên là một em quần E28. E28 bụng 86 dài 103 ống 22 giá 800 nghìn. Cái này chất, nói chung là về cơ bản thì những cái quần này ấy, thì nó form dáng nó cũng như nhau thôi. Quan trọng là cái màu nó khác nhau một xíu và cái size số cái form thôi. Đây ạ. Xuất xứ là Cambodia đây ạ. Xuất Nhật. Bên trong túi này. Túi là màu rất là đẹp luôn. Cạp. Đây có tăng chỉnh nhá. Đây có cúc ai mặc lỏng thì kéo nó vào như thế này. Cái này bụng maximum của nó là 86, dài 103, ống 22. Đây ạ. E28 bụng 86 dài 103 ống 22 và giá 800 nghìn. Cầm nặng tay lắm, cầm nặng chịch tay luôn. Nhưng mà nó rất là mềm mại thôi, mặc nó không hề khó chịu đâu ạ. Đây cúc túi hộp ở ở gối nhá. Cúc bấm này. Rất là xịn sò, rất là xịn sò. E28 bụng 86 dài 103 ống 22. Thật ra thì em cũng không có biết chơi cái đồ này nhiều giống như các anh các chú đâu. Em chỉ biết rằng là những cái quần này thì nó rất là mặc nó rất là thích và phù hợp với những anh những chú nào mà thích những phong cách như thế này thì những kiểu này nó rất là phù hợp thôi. Cho nên là anh các chú mà mình có thể nhìn thấy những con quần chất lượng, những quần chất lượng như thế này với cái giá cả nó như thế, mình thấy hợp lý, mình thấy vừa size số mình thì là cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em để em tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Tiếp theo em lên là hết quần rồi, em hôm nay chỉ là có 20 mấy cái quần nhỉ, 28 cái quần. 28 cái quần, bây giờ em lên một vài con áo. Cũng là một màu xanh ô liu như thế. Cũng là một màu xanh ô liu như thế ạ. Đây ạ, sản phẩm tiếp theo em lên là mã 29E. 29E vai 46, dài 76. Mã là, giá là 700. Hôm trước em có một con áo cũng kiểu giá như thế lên. Trời ơi, quá trời nhiều, nhiều khách hàng gọi luôn á. Em nhớ là cỡ khoảng tầm 30 khách hàng gọi lại hỏi là có cái con áo đấy không. Nhưng mà em đã bán nó ngay sau khi mà em lên video rồi ạ. Em đã bán ngay về cho một anh ở Hải Dương. Không biết là anh hôm nay có xem video của em không? Anh có thể phản hồi lại cho em cái áo đấy anh có yêu thích không ạ?
kiểu dáng này thì nó là, cái kia thì nó là hai lớp, còn cái này thì là một, tuy nhiên nó đẹp lắm. Cái này là của Zara đấy ạ, Zara đây ạ, đây nhá, độ mới cực kỳ cao, độ mới con này đến 97%, 98% đấy ạ. Này túi này, túi túi có cúc nhá, có cúc à. Đó mà vẫn có nắp lên này. E29 vai 46 dài 76 ạ, giá 700.000 ạ, giá 700.000. Tay này, tay của con này mới lắm luôn ý, em cảm giác là người ta còn có khi còn chưa mặc quá. Đây có hai cái nút nhá, nó hai cái nút để mình có thể chỉnh cái tay, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp, phù hợp với những chú, những anh nào mà thích cái phong cách này đấy ạ. Màu xanh đẹp lắm, màu xanh tươi. Đây có dây rút ở trong này, tuy nhiên áo này áo một lớp nhá, áo một lớp mặc để trời, mà cái này có thể chống chống nắng, chống nắng, chống nắng được, chống gió được, mà chống lạnh thì lạnh vừa vừa thôi, lạnh vừa vừa thì chống được, chứ lạnh quá thì không chống nổi đâu ạ. Một lớp thì không chống nổi đâu ạ. Cái này kaki, chất liệu là kaki, rất là đẹp, rất là đẹp ạ, các anh các chú ạ, rất là mới nữa. E29 vai 46 dài 76, giá là 700.000. Đây áo 4 túi nhá. Tiếp theo em lên là một con zip, một con zip mã E30, con zip đây ạ. Cái này là Mỹ, có Mỹ sản xuất đây ạ, có Mỹ sản xuất là này, như là đây size size S, size S của zip đó. Con này là E30 vai 40 bụng 70, giá 400.000, giá 400.000, đẹp lắm. Cái này có mũ này, có mũ ở trong này, như là giấu ở trong này đấy ạ, nhưng mà em nghĩ là không có mũ sẽ đẹp hơn, không có mũ sẽ đẹp hơn, bởi vì con này mình mặc cũng không phải là mặc trời lạnh hẳn mình cần đến mũ. Nếu mà anh nào mà không thích, nếu mà anh các chú nào mà không thích ý, thì mình khi mà mình mua về mình có thể cắt bỏ cái mũ này đi đi cho đỡ phồng cái cổ, bởi vì em thấy là nó phồng cái cổ lên quá ý. Trong khi đấy thì thực sự là con này thì nó cũng giống con kia, giống với con 29 ý, nó không chống được cái khi mà thời tiết lạnh quá đâu. Con này thì mặc rất là đẹp, rất là thời trang đây ạ, tang mác đây này, American này, đó icon rất là đẹp luôn. Cái này nó có đáp một cái vải màu tối hơn đó. Túi này rất là sâu, thoải mái để đồ nhá, thoải mái để đồ, có mà mỗi bên để được 50 triệu thoải mái á. Để 50 triệu đi chơi thoải mái. Tuy nhiên bây giờ có ai dùng tiền mặt nhiều nữa đâu đúng không các anh. E30 vai 40 dài 70, giá 400.000, giá 400.000, rất là đẹp. Con này là của zip đó. Tiếp theo em lên là một áo, một con áo của Uniqlo cực kỳ đẹp. Con này có thể là con này có vẻ chống mưa, chống mưa được đấy ạ, áo gió chống chống mưa nhỏ nhá, cái này là chống mưa nhỏ được đây ạ. Con này mặc ấm này, con này nó hai lớp thôi nhưng mà khá là ấm đấy, có mũ này, có mũ ở đây đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, có mũ nhá đó. Cái này là của Uniqlo ạ. Ui cái khóa của nó mượt thật sự luôn, ui cái khóa đồng màu với áo luôn ạ, rất đẹp, trong đẹp lắm. Đây có dây rút này đó, cái vải này nó có chống được nước đấy, cái này chống được nước mà các anh các chú. Đây mình có thể kéo chỉnh này, nó cực kỳ đẹp, trông nó đơn giản nhưng mà cái màu này rất là đẹp. Bốn túi đây ạ, cái này của Uniqlo ạ. E31 vai 49 dài 78, E31 vai 49 dài 78, con này là giá 700 ạ. E31 vai 49 dài 78 giá 700, giá 700 cho một em Uniqlo cực kỳ mới. Con này mới lắm, mới lắm ạ. Mọi người nhận hàng về mới thấy cái độ mới của nó rất là mới. Đây em đưa lại gần để cho các anh các chú nhìn cái màu của nó nhá. E31 vai 49 dài 78 giá 700.000. Tiếp theo em lên là sản phẩm bomber. Bomber, hôm trước em lên mấy con thế này đi bay hết trong một nốt nhạc luôn. Hôm nay em về được mấy con? Mũ chắc là được khoảng hai con gì đó. Hai con gì đó. Hôm trước em đã ship cho một chú ở Hà Tĩnh, một anh ở Nam Định, một anh ở Nam Định đến lấy tận hai con đấy, rất là đẹp. Không biết anh hôm nay có xem video của em không ạ? Đó, anh Đắc đồng hương với em.
E32 vai 43 dài 63 giá 500.000. Giá 500.000 cái này thì thôi. Chất liệu cực kỳ thích luôn ạ. Đây ạ. Đẹp lắm. Zambezi của Zin, Zambezi Zin đây ạ. Size 90. Tang mác này. Đó, rất là đẹp luôn. E32 vai 43 dài 63 giá 500 ạ. Tiếp theo em lên là một em màu nâu. Dáng cũng kiểu dáng bomber, bomber và nó cái vai này, vai trượt nhá. Đây ạ, vai trượt. Cho nên là cái số đo của vai nó không quá quan trọng. Vai anh nào chú nào mà rộng hơn một xíu mình vẫn mặc rất là thoải mái luôn. Bởi vì là cái bụng này rộng lắm. Bụng này rất là rộng luôn. Bụng này rất là rộng. Em ở đây em đây ạ, vai 50 dài 72. E33 giá 550.000, chất đẹp lắm, cầm nặng trịch tay luôn đấy ạ. Rất là đẹp, rất là đẹp. Nhìn tang mác của nó này các chú các anh ơi. Nặng lắm ý. Đây, tang đây ạ. Rất là đẹp. Ui nó nặng thế. Này, túi, túi rất là sâu luôn, túi sâu lắm. Có khuy ở cúc này, có khuy cúc ở túi đây ạ. E33 vai 50 dài 72 giá 550.000 ạ. Em lên một con áo dáng ba đờ suy. Cái con này thì dành cho những người các chú trung tuổi nhá. Cái này nó chỉ dính vào là do cái tường ấy. Ba đờ suy ạ, dành cho chú chung các chú trung tuổi xanh ô liu. E34 vai 44 dài 85 giá 350.000 thôi ạ. Giá 350.000 cho một em này. Con này thì nó bị mất túi, mất mũ nhá. Mất mũ. Cái này của cái gì đây? Union Bay, Union Bay. Đây ạ, cái đến cái cúc của nó này. Cái cúc này, nó cũng còn có tên thương hiệu luôn đấy ạ. Đó, thương hiệu này. Ấm áp, con này mặc ấm mà. Con này mặc rất là ấm luôn. Ấm. Mà có thể chống nóng luôn được đấy ạ. Có thể chống nóng luôn, cái túi này sâu. Cực kỳ sâu. Biết, đây, khóa là khóa kim loại nhá. Khóa là khóa kim loại mượt đấy. Cúc này. Em phải mở ra để các chú các anh nhìn thấy bên trong nó xịn như thế nào mà chỉ có 350.000 thôi. 350.000 được con áo rất là đẹp luôn, bên trong nó cũng đồng màu luôn đấy ạ. Bên trong cũng đồng màu luôn. Đó, có dây rút ở bên ngoài nhá, dáng ba đờ suy. Đó. Con này thì là mã E34 vai 44 dài 85 và giá 350.000 ạ. Sản phẩm tiếp theo em lên là một em áo, của Baloney Standard. Cái này nó có mũ nhưng mà nó bị mất mũ rồi. Nó bị mất mũ rồi ạ. Con này là E35. Con này là E35 vai 52. Vai 52. Dài 61, giá 600.000. Giá 600.000 cho một em này. Em này thì bụng rộng rãi, bụng rất là rộng rãi dành cho những chú những anh mà có bụng đấy ạ. Đây, tay cũng có túi nhá. Tay có túi này, đó, chất đẹp lắm. E35 vai 52 dài 61 giá 600.000 ạ. Đấy, hôm nay là những cái màu xanh ô liu thế này đấy. Em thấy là các anh các chú rất là thích cái màu này. Cho nên là hôm nay em lên những cái màu này đấy ạ. Đây, lại là một con xanh nhưng mà cái này nó là chất liệu có vẻ chống được mưa nhỏ ấy. Em này cũng gần giống với lại kiểu dáng này đấy. Nó cũng gần giống nhau, tuy nhiên nó là hai hãng sản xuất khác nhau. Nó là hai hãng khác nhau. Đây ạ. Nó cũng gần giống tại vì nó có thêm cái này. Tuy nhiên cái form này thì nó rộng hơn, form này nó rất là rộng, cái tay nó rộng hơn. Form này thì rộng, còn cái dáng kia là slim fit. Con này là E36 vai 6 46 và dài 66 giá 500 nhá. Giá 500, màu xanh đây ạ. Màu xanh rất tươi đẹp. Đó. Giá 600 ạ. Độ mới cao. Vai 46 dài 66 E3 mã E36 hay 36E đấy. Đấy E36 hay 36E cũng được nhá. Giá 500.000 cho một em bomber. Tiếp theo em lên là một em áo này, một em áo kiểu dáng là cũng kiểu dáng bomber nhưng mà nó may kiểu nhăn nhăn ấy, xong nó phá cách hơn một xíu.
nó phá cách hơn một xíu. Đấy là mũ thì giấu vào trong cổ này, xong có cái cổ lót này để mình kéo cao lên, nó rất là ấm. Mùa đông mình đi đường lạnh ấy ạ. Mình đi đường lạnh, đây, sản xuất Zipan đây ạ. Đó. Mình đi đường lạnh thì mình kéo kín nó lên. Ở bên trong nó có hai lớp khóa. Cái này có hai lớp khóa luôn. Còn cái này bên trong lót lót là lót nỉ. Ấm đấy, con này khá là ấm luôn. Có hai lớp khóa đây ạ. Có hai lớp khóa, mình khóa lớp trong lại này. Mình khóa lớp trong lại, kéo cao nó lên. Đó, em khỏi khóa nhé. Cái này khóa nó hơi mất thời gian. Con này thì là cũng màu xanh ô liu nhá, màu xanh ô liu. Bên trong nó lót một lớp nỉ. Lót một lớp nỉ ạ. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. E37 vai 36, con này khá là nhỏ, cái vai nó nhỏ ấy. Cái vai nó khá là nhỏ đấy ạ. Vai 36. Em hình như là bị đo nhầm đấy ạ. Vai này là phải vai 46 ạ. Vai 46 dài 66 giá 500. Đây ạ. Em lên một con áo cũng bomber màu xanh rêu đó, rất là đẹp. Con này nó nặng trịch luôn ý, con này nặng trịch luôn á. Các anh các chú nhìn nhá, tang mác này, tang của Nhật này, đây ạ, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Túi ở tay này, đó, những cái điểm nhấn nhỏ thế này nhưng mà nó làm cái áo nó đẹp lắm, nó chất ý. Những cái áo thông thường với những cái áo nó chất nó khác nhau chỉ cần ở những cái một vài chi tiết nhỏ thôi các anh các bác ạ. Cái này là khóa đồng nhá, mượt lắm, khóa mượt lắm, áo xịn mà trên khóa rất là mượt mà luôn. E39 vai 46 và dài 64 ạ, giá 600.000. E39 này, tiếp theo em lên là con E40. E40 ạ. E40 nó cũng gần, ô nó giống nhau luôn. Nó giống nhau luôn đấy ạ. Trong một kiện hàng. Con này thì cũng bằng nhau luôn, nhưng mà con này độ mới nó cao hơn. Con này độ mới nó cao hơn cho nên nó giá 600. Còn em này độ mới thấp hơn một xíu, tuy nhiên nó không lỗi lầm gì đâu. Em khẳng định là nó không lỗi lầm gì nhá. Con này không lỗi lầm gì đâu ạ, nó chỉ là cái độ mới nó thấp hơn em kia một xíu thôi, giá 500. Độ mới thấp hơn một xíu thôi, easy luôn. 500. Tiếp theo em lên là một em áo mưa thời trang, mã 41 vai 59 dài 69. Hôm trước em cũng lên một con áo mưa ấy, cái hôm mà một cái video mà về áo gió ấy. Trời ơi quá trời nhiều người hỏi. Nhưng mà con này thì còn chất hơn con đấy cơ. Con này thì chất lắm. Này, độ mới cực kỳ cao. Đây ạ. Độ mới cực kỳ cao. Cái này là E41 vai 50 dài 69 giá 500.000. Giá 500.000 cho một sản phẩm em áo mưa thời trang. Em áo mưa thời trang. Thực sự là rất đẹp luôn. Vô cùng đẹp luôn ạ. Đây ạ. Nhưng anh những chú nào mà mình ngại mặc những cái áo mưa nó to lù xù ra ấy, mình thích mặc theo kiểu thời trang thì nên mua những con này. Em khuyên chân tình đấy. Miền Bắc thì là sắp vào cái mùa mưa phùn lạnh. Rồi Sài Gòn thì có những cơn mưa bất chợt. Các anh các chú cứ để những con áo mưa này ở trong xe máy của mình ý. Mình đi đâu mình cũng có. Tiện lắm, nó không lù xù ở kia. Nhiều khi những áo mưa lù xù mà nó trùm kín người quá trong những cái lúc mà mình di chuyển cái đoạn đường ngắn ấy, thực sự là rất là ngại mặc. Vì là mình mặc vào xong này nó nóng ấy, khó chịu lắm. Tuy nhiên khoác cái này ra nó vừa thời trang này. Nó vừa thời trang mà vừa nhanh gọn đúng không ạ? Cái này thì giá 500.000, E41 vai 50 và dài 69 ạ. Một sản phẩm cực kỳ đẹp luôn. Đây cái này nó có lớp lưới, cái áo kia hôm trước nó chỉ một lớp thôi. Cái này nó có nó lớp lưới để cho mình mặc mà nó đỡ sột soạt nó vào người ấy. Nó không bị tiếp xúc trực tiếp cái chất liệu áo mưa này lên da thì nó đỡ sột soạt, đỡ khó chịu cho mình thôi. Đó. Cực kỳ đẹp, mới lắm, độ mới cao chứ. Đây có túi nữa nhá. Có túi ạ. Một con áo mưa thời trang rất đẹp ạ. E41 vai 50 và dài 69 giá 500.000. Sản phẩm tiếp theo em lên đấy là một con áo E41 vai 4, em xin lỗi, E42 vai 42 và dài 67 giá 400.000 cho em này ạ.
Đây, rất là đẹp. Con này em này là kiểu kaki. Kiểu kaki một lớp. Có co giãn hơi hơi một xíu cổ này. Cái này nó không phải là có mũ đâu, cái này là khóa đấy. Áo thời trang. Áo thời trang rất là đẹp dành cho những anh những chú nào mà mình thích phong cách là mặc kiểu dáng như thế này nhưng mà kiểu nó nhẹ nhàng ấy, phù hợp với lại cái thời tiết nó hơi hơi se lạnh, hơi se lạnh hoặc là thời tiết ở trong Sài Gòn rất là phù hợp đấy ạ. Đây, túi nhá. Nó giống mấy cái con đây này, nó giống cái con zip này này, đó. Nó kiểu như thế đó. Nó cũng có dây rút, nó có dây rút ở trong. Nó có dây rút ở trong ạ, khóa là khóa kim loại nhá. Rất là mượt đó. Những cái áo xịn ấy, nghe cái tiếng kéo khóa đã khác rồi. Đây, bên trong của nó đây. Bên trong của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Đây, tang đây. Có cầu vai nhá, con này là có cầu vai E42, vai 42, dài 67. E42, vai 42 và dài 67, giá 450.000 ạ. Rất là đẹp. Con này mặc thì nó mềm mại lắm ạ, nó mềm mại, vô cùng là mềm mại. Tang của nó đây ạ. Đây ạ. Đẹp lắm. Phù hợp với những anh những chú nào mà mình thích phong cách kiểu như này nhưng mặc nó kiểu nhẹ nhàng ấy, mình không thích mặc hai lớp bởi vì nó bị dày quá, bí quá. Mà những con này thì vào cái thời tiết mình để chống nắng này, có thể chống trời thời tiết se lạnh này, Sài Gòn hay là Hà Nội cái mùa này thì nó cũng hơi se lạnh rồi, mình đi đường buổi tối mình nên có những con áo này để mình khoác, nó vừa phong cách mà nó vẫn đảm bảo sức khỏe cho mình ạ. Đây, rất là đẹp. E42 nhá, vai 42 và dài 67, giá 450.000. Đây là cái sản phẩm cuối cùng em lên trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em đã lên được khoảng tầm 42 sản phẩm, trong đấy thì có 28 cái quần và 14 cái áo thôi. Tất cả đều là chủ yếu là màu xanh ô liu, có thể là màu đậm, màu nhạt hoặc là nó phối. Tuy nhiên thì là cũng thiên hướng với cái màu đó bởi vì là rất là nhiều chú, nhiều anh hỏi em về cái màu sắc này, có vẻ mọi người rất là yêu thích những cái màu như thế này bởi vì là thể hiện cái phong cách của mình ấy, là phong cách của mình nữa, cho nên là em đã quyết tâm là lên một cái video này để mà chia sẻ với mọi người tất cả những sản phẩm mà em cũng phải dồn dồn mấy ngày ấy, đi dồn hàng mấy ngày khui các kiện hàng dồn để mình có đầy đủ các sản phẩm để mà lên những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất để lên cùng với này các anh các chú, các cô, các anh, chị, các cô, các chú. Em nói bị hơi nhịu cho nên là mọi người hết sức thông cảm cho em ạ. Vâng, thế là em kết thúc cái video của em ngày hôm nay nhá. Các anh, các chú, các cô, các chị mà có nhu cầu đặt hàng thì cứ vui lòng liên hệ số hotline của bên em hoặc nhắn tin Zalo cũng được ạ. 0832625789 để em có thể làm tư vấn cho mọi người chi tiết hơn và mọi người có thể đặt hàng thì em sẽ gửi hàng luôn trong ngày. Hàng em gửi hàng đi nhưng mà tuy nhiên thì có thể là tùy từng cái khu vực ấy, ví dụ là trong nội thành Hà Nội hoặc Sài Gòn thì chỉ có tầm hôm trước hôm sau là mình có thể nhận rồi, còn ở những vùng tỉnh này hoặc là ở những cái vùng huyện xã thì nó sẽ lâu hơn những cái vùng ở là thuộc thành phố bởi vì cái này nó liên quan đến vận chuyển, chứ thực sự là em cũng rất là mong muốn là gửi hàng tới tay mọi người sớm nhất để mọi người trải nghiệm cái sản phẩm của bên em Hồng Thanh hàng thùng ạ. Và em xin kết thúc buổi video của em ngày hôm nay. Em chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý khách hàng thân yêu của em ạ. Em xin cảm ơn ạ.